Với các dòng phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng của tuổi trẻ cùng sự hỗ trợ tích cực từ phía đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, nhiều thanh niên trên địa bàn thành phố Trà Vinh đã mạnh dạn khởi nghiệp với một số mô hình khá hiệu quả. Những mô hình khởi nghiệp này vừa mang lại nguồn thu về kinh tế cho bản thân, vừa tạo thêm công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Đài về hiệu quả của những mô hình này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xuất ngũ về địa phương năm 2019, để ổn định cuộc sống bản thân và phát triển kinh tế gia đình, anh Huỳnh Trung Hiếu, bí thư chi đoàn khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, đã quyết định khởi nghiệp với mô hình rửa xe và bảo trì xe máy. Do đã biết sửa xe từ trước, cộng thêm có sẵn nguồn vốn từ tiền xuất ngũ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường 6 hỗ trợ địa điểm để khởi nghiệp, nên anh Hiếu mở được một cửa tiệm nhận rửa xe máy và ô tô và bảo trì sửa chữa xe máy. Hàng ngày, cửa tiệm của anh Hiếu hoạt động từ 7 giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều. Do vừa rửa xe lại có thể kiêm luôn kiểm tra sửa chữa xe cho khách, thái độ phục vụ lại tận tình, giá cả bình dân, nên nguồn thu nhập từ cửa tiệm cũng khá ổn định. Đặc biệt là những ngày cận Tết, đầu năm mới và sau những ngày mưa. Bên cạnh công việc tại cửa hàng, anh Hiếu cũng nhận làm tài xế đi theo chuyến nếu có ai thuê mướn thêm. Thì từ lúc hoạt động đến nay thì nói chung thì cái thời điểm mới ra mình chưa có mối, chưa có khách gì nhiều thì nó cũng hơi khó khăn. Thì cái nguồn vốn chính chủ yếu lúc trước em lúc đó mới xuất ngũ về thì em sử dụng cái phần tiền mà tiền lương xuất ngũ được 26.300.000 để em phục vụ vô cái công tác mà sắm máy móc các thiết bị để phục vụ cho cái mô hình này mình rửa xe. Công việc chính ở đây thì chủ yếu là rửa chăm sóc xe ô tô, xe máy rồi sửa chữa xe máy thì nó cũng đơn giản thôi. Thu nhập hàng tháng thì bình quân thì mỗi anh em chia đều ra một người từ 4 triệu đến 4.500.000 đồng một tháng. Bản thân em thì em cũng có nhiều cái kế hoạch cho cái mô hình mình sắp tới. Ví dụ như hiện tại bây giờ thì cái nhu cầu chăm sóc xe của khách nó hàng ngày nó càng phát triển, nó nhiều cái hạng mục hơn. Cái mô hình này em dự kiến nếu mà mình làm tốt thì mình nhân rộng tốt để các ban chấp hành đoàn phường khác làm hỗ trợ theo để nó cũng phát triển. Mô hình thanh niên rửa xe và bảo trì xe của đồng chí Hiếu là hiện nay là đang thực hiện có hiệu quả và giải quyết việc làm cho một số thanh niên tại địa phương. Rồi hướng tới thì đoàn phường sẽ phối hợp với cựu chiến binh phường tiếp tục để giới thiệu cái mô hình này với ngân hàng chính sách để tăng nguồn vốn lên cho thanh niên để phát triển cái mô hình khởi nghiệp của đoàn viên hơn. Hiện nay, cửa tiệm của anh Huỳnh Trung Hiếu có tổng cộng 6 thành viên, đều là những thanh niên trẻ. Trong đó có một số bạn là sinh viên xa nhà làm thêm. Ngoài có thêm thu nhập từ 4 đến 4,5 triệu đồng, có một số bạn lúc đầu khi mới xin vào cửa tiệm, chưa biết sửa xe, cũng được anh Hiếu hướng dẫn học nghề. Bạn nào đã biết chút ít thì anh Hiếu cũng hỗ trợ, hướng dẫn thêm để các bạn nâng cao tay nghề. Làm việc tại cửa hàng anh Hiếu hơn nửa năm nay, anh Nguyễn Trung Trực chia sẻ, hiện em đang là sinh viên năm thứ tư của trường đại học Trà Vinh, xin vào cửa tiệm của anh Hiếu để làm thêm. Lúc đầu, em cũng chưa biết sửa xe, nhưng được anh Hiếu hướng dẫn tận tình. Đến nay, em đã biết cách sửa chữa một số hỏng hóc thường gặp ở xe máy và khá phấn khởi khi được học thêm một nghề. Đặc biệt với một sinh viên quê ở tận Cà Mau như Trực, số tiền thu nhập thêm hàng tháng từ việc làm thêm tại đây cũng hỗ trợ phần nào cho em để trang trải học phí, phụ giúp cha mẹ. Khi mới lên đây á, thì nói chung là em cũng không biết gì hết. Em lên đây em nhờ mấy anh trong mô hình này chỉ cho em cách rửa xe, sửa xe và cũng có kiếm thêm nguồn thu nhập ổn định để giúp cho ba mẹ. Em cũng thấy mô hình thanh niên khởi nghiệp này rất là ý nghĩa đối với sinh viên chúng em. Thì hiện nay trên địa bàn phường 6 có từ 5 đến 6 mô hình thanh niên khởi nghiệp trở lên. Ví dụ như là mô hình shipper go Trà Vinh, shipper Trà Vinh, rồi mô hình dịch vụ, điển hình như là mô hình dịch vụ rửa xe của đoàn viên tại khóm 3 phường 6, thu hút trên 6 đoàn viên thanh niên tham gia và cũng giải quyết việc làm cho 6 thanh niên. Thì trong thời gian qua thì đoàn phường cũng tập trung quan tâm đến các mô hình khởi nghiệp như phối hợp với Hội Cựu Chiến binh giới thiệu những mô hình thanh niên khởi nghiệp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để tạo nguồn vốn cho thanh niên tiếp tục thực hiện tốt hơn những mô hình khởi nghiệp của mình. Rồi hướng tới thì phường sẽ tiếp tục phát động tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia khởi nghiệp và lập nghiệp nhằm tạo động lực thúc đẩy các phong trào khởi nghiệp hơn nữa của thanh niên tại địa phương. Cũng là một đoàn viên thanh niên chí thú làm ăn, trong thời gian qua, anh Nguyễn Văn Khang được đoàn thanh niên xã Long Đức, thành phố Trà Vinh giới thiệu là một trong những đoàn viên thanh niên khởi nghiệp khá hiệu quả từ mô hình dịch vụ giặt ủi. Mô hình này được anh triển khai thực hiện vào giữa tháng 7 năm 2019 với số vốn đầu tư từ nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 25 triệu đồng và từ nguồn vốn vay hỗ trợ đảng viên nghèo 10 triệu đồng. Còn lại gia đình đối ứng thêm. Với số vốn này, anh đầu tư khoảng 5 máy giặt và 3 máy sấy quần áo. Hàng ngày, cửa tiệm của anh hoạt động từ sáng sớm đến 10 giờ tối. Do tiệm nằm ở khu vực ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, khu vực gần khu công nghiệp, với lượng công nhân và dân cư đông đúc, nên một ngày thông thường tiệm của anh Khang giặt khoảng 50 kg quần áo, có bữa lên đến 100 kg, với giá từ 5.000 đến 6.000 đồng một kg. Tuy mô hình chưa thực sự được triển khai với quy mô lớn, nhưng bước đầu đang mang lại hiệu quả vô cùng tích cực. Trước khi mà thực hiện mô hình thì em cũng nghiên cứu vòng các tiệm giặt ủi, và trước tiên thì em đi khảo sát và em cũng đem đồ và giặt thử coi giá cả thị trường hiện tại là như thế nào, và em cũng đi đem đồ đi giặt, và từ đó em cũng có xem người ta cách mà người ta ship đồ, và trên đó thì em cũng có nghiên cứu. Trước khi thực hiện thì em cũng nghiên cứu trên các trang YouTube cũng như là trên trang Zalo, và cách thức mà thực hiện các quy trình cũng như là quy trình máy giặt, cũng như là quy trình về cách xử lý vệ sinh cái máy giặt, cũng như là và ship đồ. Nhân dân em cũng thực hiện theo các bước, như là em đi in tờ rơi, tờ bốm, và cũng đi tiếp thị, cũng như là có thời gian rảnh rỗi em đi đến nhà trọ rồi em trò chuyện cùng các bạn, rồi sau đó em gửi danh thiếp đi như vậy rất là nhiều, đi hết nhà trọ này tới nhà trọ khác, hết các khu này. Ngoài ra thì em cũng có cộng tác thêm với các chủ nhà mà người ta ở gần cái vị trí tốt, nên là cộng tác với cái chủ đó, nên là em sau này em cũng được một số khách cũng như là tương đối tốt, như là mỗi ngày em cũng khoảng được 20-30 khách. Thời gian qua thì chỗ xã cũng có rất là nhiều cái mô hình khởi nghiệp từ thanh niên, tuy nhiên là cái mô hình khởi nghiệp của đồng chí Khang thì mang lại hiệu quả rất là cao. Thì chỗ từ cái tinh thần nhiệt huyết về cái ý tưởng sáng tạo thì đồng chí Khang hiện tại có cái mô hình này thì góp phần phát triển kinh tế gia đình rất là tốt, cũng như góp phần cùng địa phương hoàn thành cái tiêu chí thu nhập trong cái tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Hiện nay thì trên địa bàn xã cũng có từ 5 tới 6 cái mô hình khởi nghiệp hiệu quả. Song song đó thì chỗ ban chấp hành xã đoàn cũng phối hợp với các ngành đoàn thể cũng như các ngành cấp trên về hỗ trợ về chuyển giao khoa học kỹ thuật, cũng như hỗ trợ về cái nguồn vốn để giúp thanh niên phát triển cái mô hình khởi nghiệp của mình tốt hơn. Với ý tưởng khởi nghiệp từ những loại hình dịch vụ nhỏ, vốn đầu tư ít nhưng hiệu quả lâu dài, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Trà Vinh đang thực sự chứng minh sự năng động trong phát triển kinh tế và truyền cảm hứng khởi nghiệp cho nhiều thanh niên trên địa bàn. Với sự quan tâm từ đoàn thanh niên các cấp, tin rằng thanh niên thành phố Trà Vinh nói riêng, thanh niên tỉnh nhà nói chung sẽ tiếp tục năng động, sáng tạo và kiên trì hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của mình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Đến đây thời lượng dành cho chuyên đề văn hóa xã hội của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở chuyên đề kỳ sau.